Đã quá, đã quá. Xin chào các em ăn Tết có vui không nè? Trong video ngày hôm nay thì chị sẽ làm một trò chơi mà hồi nhỏ chị Ami rất hay được chơi ở trong công viên. Đó là bập bên. Nhưng mà hôm nay cái bập bên này đã được thu nhỏ lại thành đồ chơi búp bê rồi. Rất là thú vị, các em cùng làm với chị nhé. Và chị sẽ cần một tấm bìa cạc tông. Dùng bút để vẽ một hình tam giác. Dùng dao rọc giấy để cắt ra. Chúng ta sẽ cắt ra thành hai miếng như thế này. Kế tiếp cắt thêm một miếng hình chữ nhật nữa. Đây là cái trụ của bập bên. Chị sẽ sử dụng thêm giấy xốp màu đỏ và sử dụng keo UHU để dán và bọc những tấm cạc tông này lại. Và chúng ta sẽ làm tương tự với những miếng còn lại nhé. Bây giờ thì chị sẽ dùng keo và ráp những miếng này lại với nhau. Chúng ta sẽ có được một cái trụ chắc chắn để làm cái bập bên. Kế tiếp chúng ta cần thêm một cây xiên que và một cái ống hút. Chị cũng sử dụng ống hút màu đỏ cho tiệp màu. Đo ở vị trí này và cắt ra một đoạn vừa vặn. Ống hút chúng ta cũng sẽ cắt ra một đoạn vừa nhé. Sau đó thì chị sẽ cho cây xiên que vào bên trong ống hút. Để vào vị trí này. Lúc này thì cái phần ống hút chúng ta sẽ xoay được đó các em. Và chị sẽ dùng keo để dán cố định nhé. Kế tiếp chúng ta sẽ làm một tấm ván bập bên. Thật ra thì chị cũng không biết gọi cái phần này là gì, nhưng mà tạm thời gọi là tấm ván bập bên nhé. Ở đây thì chị Ami sử dụng 5 cái ống hút nhiều màu và những cây xiên que. Chúng ta sẽ cho những cây xiên que vào bên trong ống hút. Mỗi ống hút thì chị sẽ cho 2 cây xiên que vào. Kế tiếp là chúng ta dùng keo UHU hoặc là keo nến để chúng ta dán ráp lại 5 cái ống hút này tạo thành một miếng ván. Bởi vì đây là một trò chơi của trẻ em cho nên chúng ta cần rất là nhiều màu sắc cho đẹp nha. Chị sẽ dán lên hai đoạn ống hút ngắn nữa. Chúng ta đã hoàn thành miếng ván bập bên rồi. Và chúng ta sẽ sử dụng keo để dán dính vào vị trí này. Sau khi keo khô thì chúng ta thấy miếng ván bập bên của chúng ta đã hoạt động rồi nè các em. Rất là vui đúng không nào? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm thêm một số bộ phận khác. Chị sẽ sử dụng một cái hộp đựng bánh bằng nhựa và cắt ra để làm một cái ghế cho búp bê ngồi nhé. Dịp Tết này thì chắc chắn là nhà nào cũng có mấy hộp bánh đúng không? Sau khi cắt ra được hai cái ghế rồi thì mình cũng dùng keo và dán lên thôi. Chị sẽ dán ở hai đầu. Mỗi đầu sẽ dán một cái ghế. Đó, và thường những cái bập bên thì sẽ có một cái trụ để chúng ta bám tay vào.
thì chị cũng sẽ sử dụng hai đoạn ống hút dán ở hai đầu hai hạt trang trí để cho đẹp hơn. Xong rồi, bây giờ chúng ta dùng keo và dán vào thôi. Keo đã khô rồi và sản phẩm của chúng ta đã có thể sử dụng được như thế này. Rất là vui các em. Nó hoạt động được y chang như một cái bập bên thật luôn, nhưng mà chỉ sử dụng cho búp bê thôi nha. Video của chị Ami đến đây là hết rồi. Chúc các em thành công. Xin chào các bạn, mình là búp bê Nhật Bản. Hôm nay mình dẫn hai đứa em sinh đôi của mình vào công viên để chơi trò chơi bập bên. Nghe nói công viên này mới gắn thêm mấy cái bập bên rất là vui. Chào các bạn, tụi mình là hai chị em sinh đôi. Lúc trước công viên này chỉ dành cho người đi bộ tập thể dục thôi các bạn. Nhưng mà bữa nay người ta có gắn mấy cái trò chơi cho trẻ em nữa. Đó là trò chơi bập bên đấy các bạn. Tụi mình vui quá cho nên là kêu chị hai dẫn tới đây để chơi. Để tụi mình chơi thử rồi nói cảm nhận cho các bạn biết nha. Yahoo! Đã quá. Bập bên, vui quá đi. Các bạn ơi, cảm giác thích lắm, y như là ba mình bế mình tung lên cao vậy đó các bạn. Còn cảm giác của em là như đang được bay lên trên bầu trời. Chà, cái trò chơi này rất là vui mà giúp chúng ta vận động nữa. Hay, nhưng mà vận động nhiều mệt quá. Chơi tiếp đi chị ơi, sướng quá. Chơi tí xíu nó đi rồi về mà. Em còn chơi chưa đã nữa. Vui quá. Các bạn ơi, trò chơi này vui lắm đó. Nếu thích video thì các bạn hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta có thể xem những video mới nhất. Trong công viên này sẽ còn có nhiều trò chơi hơn nữa. Còn bây giờ, chào tạm biệt các bạn.